Dạ, xin chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Suzuki nha. Hôm nay em sẽ lên cho quý anh chị xem một mẫu xe, đó là Suzuki Jimny, một mẫu xe kích chơi của năm 2024. Và đây là phiên bản màu xanh quân đội nha anh chị. Suzuki Jimny hoàn toàn mới được chính thức ra mắt tại Việt Nam hồi năm 2023 và thuộc phân khúc mini SUV với cấu hình 3 cửa, 4 chỗ ngồi, hộp số tự động 4 cấp và dẫn động 2 cầu. Động cơ của Jimny sử dụng đó là 1.5 lít công suất 102 mã lực và xe có xuất xứ nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản về Việt Nam. Tiếp theo mời tất cả quý anh chị cùng hóa xem qua tất cả các chi tiết của xe Jimny màu xanh quân đội này nhé.